Bạch thầy, giáo lý phát triển là gì? Tại sao gọi là giáo lý phát triển? Thôi à, giáo lý phát triển là nó giống như là chôm chôm Việt Nam của mình trước đây là 30 năm, 50 năm hồi tôi còn nhỏ đó, là tôi đi học về là tôi leo kem chôm là tôi nuốt lần 20 trái, nuốt luôn cả hộp, không bao giờ nhả hộp ra được. Là gì hả? Nhả hộp ra là coi như không còn gì để ăn. Do vậy cho nên ăn một bụng về hộp chôm không à. Rồi tới chừng mà mình đi dứt, đi tiêu dứt bậy ngoài giường á, nó mọc lên lần 20, 20 kem chôm á. Nhưng mà giờ nó phát triển rồi, giờ nó làm cho lai tạo cho chôm ăn trống lóc à. Lai tạo á, phát triển là cái giống như chôm bây giờ là ăn không có bao giờ dính nữa, bỏ hộp ra, đó là chôm chôm phát triển. Còn dưa hấu hồi xưa là hộp đặc ngừ, bây giờ ta lai tạo dưa hấu sẽ ra là coi như là sẽ một trái trái táo, không còn hộp nữa, đó là dưa hấu phát triển. Còn con người hồi xưa cách đây là 3 tỷ năm á, thì con người nghĩa là giống như là con vương vậy đó. Chủ nghĩa Mác Lê ta gọi đó là vương người, chứ kỳ thật là con người lúc đó mới tiến hóa cỡ đó thì nó giống như con vương, chứ không phải là con vương là ông tiên tổ của con người. Nhưng mà tại vì nó phát triển con người lúc đó nó còn thô sơ thì nó giống con vương. Rồi tới năm nay nó tiến hóa, nó phát triển mà nó tiến hóa thành là con người ngày nay đi đứng đàng hoàng, thành ra một con người tấn tú khôn ngô. Thì đó là cái quá trình phát triển của con người. Còn giáo lý phát triển ví dụ như hồi xưa là nói cái lý nhân duyên nhân quả, mà cái chứng minh đó là chỉ có đạo Phật là nói được mà thôi, còn các cái người thường không ai nói được. Bây giờ là các cái nhà khoa học họ giải thích về vấn đề nhân duyên rất là thần sâu, là vì người ta biết rằng là nhân duyên trùng trùng vô tận. Thành ra giảng kinh đời nay là phải lấy cái nhân duyên của cái trình độ kiến thức khoa học của vật lý học ngày nay mà vận dụng, mà ví dụ để mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu, cho nó ngang bằng cái tầm cỡ nhận thức của thời đại, gọi là giáo lý phát triển. Thí dụ như vậy nữa, thí dụ như hồi xưa thì người ta tin rằng là người ta tin thần thoại nhiều lắm, cho nên người ta nói Đức Phật mà khi mà sanh ra đó là phải sanh ngang hông, vì sanh ngang hông cho nên ông Phật mới là thông minh vĩ đại như thế. Bây giờ người ta nói không cần sanh ngang hông, vì sanh ngang hông mà thông minh thì bây giờ người ta mổ bụng, người ta mấy người sinh khó người ta lấy ra thì cũng ngang hông vậy, mà đâu phải người nào cũng mổ bụng lấy ra ngang hông là thành Phật đâu. Do vậy cho nên vấn đề trí tuệ do thiền định mà sanh ra trí tuệ, chứ không đặt cái vấn đề mà sanh ngang hông để nó thành ra một cái thứ thiêng liêng quyền bí mà làm lỗ lã cho Đức Phật Thích Ca. À, do lấy phát triển người ta nói vậy đó. Nếu như Phật Thích Ca mà thật sự mà do bà mẹ mà nắm cái cây vô ưu mà rồi nở nứt đất mà sinh ra đấy, thì Đức Phật Thích Ca sẽ lỗ lã vô cùng. Lỗ lã là sao? Lỗ lã ở cái chỗ là ông sẽ không dạy ai được hết. Vì sao vậy? Vì cái đạo của ông dạy tôi làm gì có được sanh ngang hông với ông. Ông sanh ngang hông cho nên ông mới có cái trình độ, cái trí tuệ như vậy ông thành Phật được, chứ tụi tôi đâu có được sanh ngang hông. Thành ra học với ông là chuyện vô ích là thôi, để ta đi ta ăn chơi bời, ta nhậu nhẹt, ta chơi mọi thứ thoải mái, là ta chết chẳng sướng hơn là đi học với ông mà tôi không có được cái như ông. Thế thì Phật Thích Ca làm sao giáo hóa cho ai được? Vì vậy cho nên là giáo lý phát triển ngày nay người ta nói sanh như bình thường, mà do thân khẩu ý thanh tịnh, tức là giới. Vì thân khẩu ý thanh tịnh mà trí tuệ tập trung tư duy chân lý, mà cộng với cái sự thông minh bản chất của con người nhận thức được chân lý, gọi là trí tuệ.
Mà cái trí tuệ đó mình nhận thức toàn diện từng phần một của sự vật hiện tượng của thế gian. Thí dụ như vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, những thuyết pháp vô ngã, dạng pháp duyên sanh, những cái chân lý đó bao quát của toàn thể hiện tượng sự vật của vũ trụ, Đức Phật thấy đúng, thấy trúng, thấy rõ. Thế thì là ta gọi là ông là người đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, gọi là Phật. Chứ không cần phải nói là sanh ra ngang không gì hết. À, còn như hồi xưa người ta nói là Đức Phật mà sanh ra rồi đi bãi bước, đó là thiên liên quyền bí. Bây giờ người ta giáo lý phát triển, người ta không cần nói thiên liên quyền bí. Cái con số 7 đó, đây là miếng giấy này, là tuy là mỏng vậy là cũng là con số 7. Bốn bên, bề trên, bề dưới, thành ra nó, tự thân ra nó là thành con số 7. Khoa học ngày nay ta nghiên cứu ra cơ thể con người 7 ngày cái tế bào nó cũng thay đổi trọn vẹn một lần. Và những cái nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si 7 nốt thôi, nhưng mà người ta uyển chuyển thành ra cái nhạc vô cùng tuyệt diệu. Nhạc tàu sang xe công liếu cộng liếu u cũng 7 cái từ thôi, 7 cái chữ, 7 cái ký âm thôi, mà người ta biến ra cái là vui buồn sầu khổ, nam xuân nam ai, ngũ cung bà bình bán lưu thủy, công minh tòa ngọc lầu, vân vân, thì cũng từ số 7 mà ra. À, đã để như thế. À, thế thì là bây giờ là cái vấn đề mà Đức Phật đi 7 bước đó mà, là để nói lên, là để tiêu biểu rằng là vũ trụ vạn hữu, Đức Phật Thích Ca là người có thể coi như là cái biểu hiện đó, là coi như cái giáo trình, cái giáo án mà đã giới thiệu trước đó. Vì hữu tình vô tình đều phát xuất từ cái con số 7 đó mà ra. Bây giờ Như Lai xuất hiện lấy số 7 đó để mình làm phát quả cái chương trình giáo dục về vũ trụ, về nhân sanh, chân lý của vũ trụ, của nhân sanh. Mà nói rằng đi 7 bước thì kỳ thật không có đi 7 bước. Nói rằng mỗi bước bước trên hoa sen thì kỳ thật không hề có hoa sen. Mà cái đó là cái bộ môn vi tầng hữu thuyết. Cái cấp nói của Phật đã cho biết rằng Phật nói kinh có 12 cấp, mà trong đó là trường hàng, tụng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vị thành hữu. Nói chuyện lạ để nó chứa đựng cái triết lý trong đó. Mà không cần nói cái kiểu mà thần thoại, là siêu hình. Đó, như thế gọi là giáo lý phát triển, nghĩa là nói phải cụ thể. À, giáo lý phát triển tôi nói thí dụ như tam giới, hồi xưa người ta nói là cõi mình đè là cõi dục. Rồi cõi sắc là ở cao mình gấp hàng trăm triệu cây số, thí dụ vậy. Rồi cõi vô sắc là họ nói rằng cao cỡ rất là hàng ngàn triệu cây số, thí dụ vậy. Bây giờ giáo lý phát triển mà người ta đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, người ta giải thích ý Phật, người ta nói vậy là nói bậy. Ta phát triển tới tận cùng ở đây là cõi dục cũng ở đây, cõi sắc cũng ở đây, cõi vô sắc cũng ở đây, Ta Bà cũng ở đây, mà Cực Lạc cũng ở đây, chứ không có phải ở Tây Phương mặt trời lạnh gì hết. Mà điều đó tôi chứng minh rất là hiệu nghiệm. Ngày hôm qua có người ta hỏi vậy chứ, pháp môn Tịnh Độ Đức Phật Di Đà đó hứa rằng là nếu mà ai mà niệm danh hiệu Phật Di Đà từ 1 tới 10 niệm mà không giảng sanh Cực Lạc thì tôi thề không làm Phật. Vậy thì câu đó giải quyết làm sao? Thì tôi nói là đúng chứ sao? Ai mà niệm từ 1 tới 10 mà không được giảng sanh á, thì Phật Di Đà thề không làm Phật. Mà bây giờ Phật Di Đà đã làm Phật rồi, thì tất nhiên là niệm từ 1 tới 10 là vẫn có thể giảng sanh. À, giáo lý phát triển tôi nói vậy á. Họ giảng sanh bằng cách nào? Tôi nói thí dụ như nếu mà mình giận nhau, vô minh tràn ngập rồi, mình giận nhau rồi, mình lấy cái mát, mình sắp đâm cái thằng đối tượng của mình, bây giờ sắp đâm á, lùi cái rồi ngoáy thêm cái nữa là hết cứu.
Nhưng mà rồi nhớ lại, tu hành mình cũng biết đạo rồi, sao mình đâm? Mình đâm rồi cái thằng kia nó chết rồi, cái quả đất này đâu có phải để cho mình ở đâu. Mà còn ngược lại, công an lại làm biên bản rồi bắt mình đi vô tù. Mà nếu mà đã đâm rồi là một cái ác rồi, mà còn ngoáy cái nữa là cái ác thứ hai nữa, nhẹ xử tử hình thì sao? Cho nên thôi dằn xuống, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 cao. Niệm Phật nghiến răng mà niệm, nhớ Phật, niệm Phật 10 tiếng, vãng sanh qua một cái thế giới an lành. Chứ nếu mà không có niệm, mà không có nghiến răng mà niệm đó, là chọn cái là đau khổ tràn ngập rồi. Vãng sanh là vậy đó, tức là cái trạng thái tâm hồn đau khổ cực kỳ, phẫn uất cực kỳ, mà nó qua một trạng thái tỉnh thức. Phải nhớ rằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá chứ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiến răng bỏ vào ra. Thế thì là vượt qua khổ ải liền. Đó, giáo lý phát triển thì giảng vậy đó. Phải nói cho người ta nghe cho được. Và cái kinh điển đó nó phải cụ thể, chứ không phải nói để mà nói. Thank you.